Xôm ăn nhạt cơ đông xuất đây là nhạt ngọc ní chúng xôm trên video và time tiết là khi mình dạy tại tông tôi nóng quan nhà to ngay nó nông bản đại sản cùng chúng khơi tha ba chữ bón như cái tương rau chỉ ra để khai ta tương ắt bị cháo nó nông sản cùng chỉ ra để che tập bơ ra mình cho nó cái đầu khơi tha nhẹ môi chùm luôn đầm bay tập hòa bị giỏi to luôn quạt vừa đường bay smoke cơ đông đầm bay chọn là cái tam đàn quạt quạt vừa đường lúc này và cái kia còn dễ bị ảo kia quạt thọ rụng ảo kia quạt lưu khăn nghe chê nên lừa bản đàn sẵn khôn hai xu xa thường vỡ ở năng vịt lọ được tê hai xu xa bị xong rộng được tê hai vị bạc bò vì từ tù ban nó phát áo với chứng minh là vậy khắc đó sẵn khôn đó dù chân cho nón cả đào cứ khiêm khơi tha vì tốt này chả là mẹn tên cả bị mẹn toàn chẳng nón khi mẹn toàn là bay sốc xa ý khi nông sẵn khôn nó lơ Facebook ấy năng khá lắng mẹn toàn mình TikTok cứ khơi tha áp bà nhá ở đó chứ mẹn sao miên tại tăng vì là bay ở Facebook đầm nó ca khăn lăng trong dọc không ai hay vì chưa bao giờ nhưng các bạn trở đăng trong ca para para hay bộ dù mà TikTok trên mà cái đâu nhưng nhạc ra có trên mà giáp mà mình mới chủ nôn có thông toán có chế chê có chế chê luôn có chế bạc cái mồm mồm sửa lại vì tổ chê cái này số thật ra ấy nhưng mình phát là các bạn này chung môi chủ nôn này có nó lơ bản đánh sẵn cung có chỉ nhận là bay là bay nhưng lên social media lên bàn đánh sang cùng đấy ta có thể thua từ đường trong mà xếp ấp cháu ở bên chẳng tức mình còn bạc hơn còn bạc ấy chẳng tới có chơi thật tam không tới đội mình nhẹ môi nu nhưng vậy người đó không phải chỉ đăng ấy là chỉ nhẹ like mình vậy để trong ban nhạc bạc ở hướng thì có bạc toàn đi có chưa chơi từ đường chê bên ngay môi không khinh mình chưa không đi rồi sợ là chúng số ôn là anh chê nhà cỡ các bạn số là anh chê vì na nhưng chơi tam pù sẽ cái nó nhưng chơi bị chơi muốn á có thay nhưng mơ bị đồ pù nó nhưng mơ bà nó pù nó còn dậy để trắng trắng tới với pa po lo sùng cung căng mình tên hay à chụp này vào đây với pony mồi lại hay hô chê và tay kia ở nhé rồi nhai pin và đai sùng cung hay nhạc lá có châu chết á nhưng mình vô ra hai đây có châu chết thì chẳng chẳng có xe cả thằng lọ nó hai đó lôi nó hai đó hãy vào mình nhạc lá tiếp dùm đấy dùm đang lên bàn này cũng có thể thử chê cái chụp này tay nó mình đã share rồi rồi khe của mình hai mũi thở bài kli ôi lươn này bài kli ưu phim à phi hà rùa bạc rạt cái ấn lươn mà chạy mình đẹp kênh lươn sang này tại đứa là mình bị giáo cho nó đăng ít nữa sau mình thế nhưng chẳng ấy bằng nhóm hiện dưới thao vì mình chụp lại tiếp là rõ ngay và thể hiện vì ảm bị vọt chứ từ xa cầm đặt này ca đăng bọc chìa vọt tiếp mà yên chạp rộng ạ tập bộ lạc bị kê à thì bố là cái đoạn không ai chắp chắp bán à tại bảo đừng lo lo thì chưa sao chắp bán sao đừng là cái đoạn không ai đang đăng lươn tam đàn bán lươn vô đã không chất bán lươn tại đừng lo lo mà sao khoa vô đã không chất tê à đừng lo lo mà sao chỉ tôi vô tê tại đừng là cái đoạn tôi vô lươn nó khả năng ạp bố mà chờ nôn à khả năng đừng quanh hà đã ra cho một riêng K-pop không ai anh chụp như bình mà dùm hiện bật tê nạc lạc dù bị trốn đó nha dù bị trốn nhưng mà chờ nôn chụp như là mà dùm hiện bật tê hơi lúc nghe chê về chào nghe anh khẳng định đại hướng đã ra hướng bao to tiếp sinh sinh lúc nghe bình năng hai số tháng ở bài bài tháng ở hôm mai em đã áp dụng vật lương cao chẳng mấy bậc hôm mai giờ mình cập nhật tháng thua ấy là mấy chiếc la phong này thua ấy trên mò tam tạ phẩm con anh họ thả tham ma này dùng đại cất lương chiếc phong nữa trong giấy mình men thắt phương trong dịch nhẹ chiếc này dùng mấy lăng cây tết cảm thán để dùng làm chân nhưng mà do ngay nhưng khơi tốt này nữa biết là đường khóc tới chịu dương tới đâu tới với nhá nhạc khác còn là bảy nó lơ và đánh sẽ cùng nó biết còn là bảy nên fan còn chả nó biết khác còn khóc à còn thua khóc hay nó mới nhạc căn chương con tới đâu còn tiền hay bẹ quan cả đấy mà chỉ muốn cua nó thật hàng cái xuông bẹ quan còn mơ đai hôm mai này anh chị đã ra à cua nó thật cái xuông vào thôi vì chưa sao là bạn có hao mà nay nó đã ở tới hưởng class ngắt chân hay đôi nhạc mà chỉ muốn qua thọ du à kia nhẹ thì nhây cái xuông bẹ quan của mơ đang có sắp sai blood paul có vợ ba thua a hai tập là best đơ thằng tu sửa chắn tẽ nè có lăng cần có lăng ba nhưng có thoát sang là thang xa thôi hay thua a pra chả là đang sở thua sang cung không ai nhưng được tu sửa là có thoát có lụa lê bởi đám tư đồng chẳng có thoát ở bởi chanh thì bắn tay thoát mà đá thôi bắn á có linh lạc nạ thăm vào hai mà đang ỏi nè và hai chàng sông màu hay có thọt à, bài sạch đạp sạch đạp màu chẳng dù thay bác bó ấy ta bác bó khăn lăng bên tên mình thông toàn ấy, cái khâu dừng này để chẳng một
ត្រាអីផ្សេងផ្សេងនៅបញ្ហាក្នុងសង្គមកើតឡើងច្រើនដោយសារអីអត់ទីតោះគេបន្តហារឿងអសីលធម៌ក្នុងសង្គមច្រើនហារឿងដែលមានសីលធម៌ហារឿងដែលល្អក្នុងសង្គមដូចជាមានតិចខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ណាអ្នកខ្លះគាត់ល្បីគាត់ចាប់ដើមល្បីគាត់មានគាត់ចាប់ដើមចេះជេរចេះស្ទុះរឿងក្នុងសង្គមគេតាមដើមល្បីបើគាត់ល្បីមិនចឹងនៅសារអីសារពីចង់ល្បីពីខ្លះគាត់ប្រកាសរឿងបដិទ្ធរឿងឡើង ហើយគាត់ល្បីមិនចឹងនៅសារអីសារពីចង់ល្បីពីខ្លះគាត់ប្រកាសរឿងបដិទ្ធរឿងឡើងអីម្នាក់មួយនោះហៅតែចង់ល្បីក៏ហកគេថាខ្លួនឯងចោលលួចអស់ប្រមាណមើលដុល្លារដល់ពេលពលិកឆែកមើលគ្មានផងបំពុលមករងហើយសក់ម៉ែសបុកពុកបំពុលហើយពួកទាំងអស់ហ្នឹងទៅជាបានក្មេងៗមួយចំនួនដែលគាត់អាមិនចម្លើយថាក្មេងៗគាត់ពេលខ្លះគាត់បានសិក្សាស៊ីជម្រៅណាអញ្ចឹងទៅគាត់តាមដានទៅគាត់តាមដានទៅ គាត់ទៅជាគាត់ថាអស់ អ្នកនឹងធ្វើចឹងលយធ្វើចឹងល្បីគាត់ចង់ធ្វើតាមទៅវិញដល់ពេលគាត់ចង់ធ្វើតាមគាត់ទៅជាអ្នកស្នងបន្តពីពួកអស់ហ្នឹងទៅគាត់ទៅរឿងអត់ប្រយោជន៍នៅក្នុងសង្គមខ្ញុំសូមខ្លាយប្រទេសខ្ញុំយុវជនសម្បូរទំពាំងអលួយខ្ញុំគិតជាគិតហ្នឹងថាទីមួយការគ្រប់គ្រងមិនមានកម្រិតទីពីរប្រជាពលរដ្ឋខ្វះចំណេះដឹងឃើញថាសង្គមចលាចលច្រើន ជាក់ស្ដែងនេះឃើញបញ្ហាកັບចាក់អីអស់នោះឧស្សាហ៍អីមិនអត់ដាច់អត់ពុលអត់ពុលអីខ្លះហ្នឹងឃើញញៀនមួយនឹងបញ្ហាបណ្ដាញសង្គមនេះពីរហើយខ្ញុំគិតថាពេលខ្លះខ្មែរយើងគួរបង្កើតនៅខាងតកតងនឹងក្រសួងព័ត៌មានឬក្រសួងឯកពន្ធតែនឹងតកតងនឹងការផ្សព្វផ្សាយណាគួរណាស់ទៅធ្វើពិនិត្យមើលច្បាស់អាមួយទៅចែកចំណុចព័ត៌មានមិនពិតអូច្រើនខ្លាំងមែនតើបំពុលសង្គម ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយត្រង់សុខខ្មែរសម្បូរណាស់អ្នកបំពុលសង្គមហើយខ្ញុំនៅណាបើខ្ញុំនិយាយចេះអាចប៉ះពាល់ដល់ពីខ្លាំងបន្តែពីខ្មែរគេថាពាក្យពិតរែងស្លាយពីពិតវាមកគឺវាមិនប្រទូស្ដាប់ទេខ្ញុំនិយាយក៏មិនលំនាំថាចង់ប៉ះពាល់ដល់ខាងណាតែជាការចែករំលែកនៅទស្សនៈយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំហើយបើសិនជាមានការលើកខ្វះខាតអីសូមមេត្តាខន្តីភ័យទោសដល់ទុកខ្ញុំបាទផងចឹងខ្ញុំសូមនិយាយតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ